Việc đầu tiên các bạn cần lưu ý khi mà thay dây đàn chung guitar cổ điển, đấy là đặc tính của cái dây đàn chung guitar cổ điển là dây ni lông. Và dây ni lông thì là nó không có cái đầu, có cái viên bi chốt như kiểu là dây đàn chung guitar thùng hay là dây đàn chung guitar điện. Chính vì thế trong quá trình thay chúng ta phải có cái kỹ thuật phù hợp để làm sao là cho dây đàn nó thít đủ chắc để nó không tuột ra trong quá trình các bạn chơi hoặc là trong quá trình các bạn lên dây đàn. Cái thứ hai là nếu như cẩn thận thì các bạn có thể là đặt đàn lên bàn như tôi đang làm và lấy một cái miếng gì đó êm kê lên phía cần đàn. Là thế đấy, mục đích của công việc này là gì? Đấy là để cho các bạn có một cái tư thế làm việc nó thoải mái nhất, và thêm nữa là cần đàn nó có cái kê lên để cho nó tránh bị va đập. Và công cụ để thay dây thì các bạn cần những gì? Tất nhiên là một bộ dây đàn rồi. Và ở đây tôi có một bộ dây ni lông dành cho đàn cổ điển của hãng DR String của được hỗ trợ bởi Guitar. Và cái công cụ tiếp theo các bạn cần đấy là gì? Là một cái kìm cắt để cắt các cái đoạn dây thừa trong quá trình chúng ta làm. Và nếu như không có kìm cắt thì các bạn cần gì? Thì chúng ta có thể thay thế bằng một cái kéo, hoặc là nếu thậm chí kéo cũng không có thì các bạn có thể dùng cắt bóng tay, nhưng mà làm ơn hãy dùng cái loại nào nó to to một tí để làm sao để khi mà các bạn cắt các cái dây trầm, các cái dây có dây bọc bằng thép hoặc bằng sắt thì làm sao thì nó đỡ bị hỏng cái lưỡi của các móng tay.